Và cùng với tình cảm hướng về miền Trung ruột thịt thì các nghệ sĩ cũng đã có rất nhiều những tác phẩm nghệ thuật khác nhau để trở thành nguồn sức mạnh, cổ vũ tinh thần cho nhân dân miền Trung vượt qua khó khăn. Và trong đó có nhạc sĩ Đỗ Phương, phó giám đốc Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, là một nhạc sĩ nổi tiếng với những tác phẩm hướng tới cộng đồng như đề tài Không dùng rượu bia khi tham gia giao thông, Ước nguyện tri ân các bác sĩ trong cuộc chiến chống Covid-19 hay Khóc cho những dòng sông bảo vệ môi trường. Và vừa qua thì nhạc sĩ Đỗ Phương đã tiếp tục hợp tác với nghệ sĩ ưu tú Long Thiết Á Quân Sa Mai 2003 trong MV Khúc nguyện cầu miền Trung. Vâng, và những hình ảnh mà quý vị và các bạn đang được theo dõi là những khó khăn mà thầy và trò cũng như những người dân miền Trung phải gánh chịu trong đợt bão lũ vừa qua. Những hình ảnh những ngôi trường ngập nóc, sách vở và đồ dùng thì ướt đẫm, còn bàn ghế học sinh thì trôi dạt. Thách thức thầy và trò miền Trung đón con chữ thật khó khăn.